Vâng, em xin chào anh Minh Dứt. Thì hiện tại em đã soạn xong cái đơn hàng của anh là gồm 5 cây trang tàu thái lai màu đỏ lớn, loại lớn đây nha. Em sẽ quay cái clip ngắn này chi tiết từng cây lại cho anh xem ạ. Anh ok thì ok giúp em. Hiện tại thì cái loại lớn này em còn đúng, em lựa ra cây lớn này còn đúng 5 cây luôn ạ. Có bông. Rồi. Tiếp theo là cây trang tàu thái lai màu vàng nha anh. 5 cây nhỏ ạ. 3 4 5. Cây nào cũng có nụ hết nha anh. Dạ, cây nào trên chót đỏ anh cũng có nụ hết ạ. Em lựa cây có nụ cho anh ạ. Về là nó có hoa liền luôn ạ. Trên chót nụ có nụ hết ạ. 5 cây. Và riêng cái dòng cây nhỏ này em tặng anh một cây là lý do là ảnh chưa có cây nào có mặt hoa. Thành ra em tặng anh một cây nhỏ, nhỏ xíu luôn ạ. Vì 5 cây lỡ này thì ảnh chưa có mặt hoa. Phải có cây nào có hoa thì em lựa cho anh. Nhưng mà không có hoa, thành ra em lựa bớt hết. Rồi, em tặng một cây nhỏ một xíu mà có mặt hoa sẵn để kèm vô cho anh, để anh biết cái mặt hoa. Rồi, tiếp theo bên đây là 5 cây hồng phấn ạ. 5 cây hồng phấn lá trùng. Chung thì em cũng sẽ nhiều nguyên ra từng cây để anh xem kỹ ạ. 1 2 3 4 5. Cây nào cũng có nụ hết nha. Cái cây già cỗi của em thành ra ảnh cứng cây và ảnh ra nụ ra hoa. Rồi, vậy là cái lô cây này là 15 cây. 5 cây hồng phấn lá trùng, 5 cây tạo thái lai đỏ, 5 cây tạo thái lai vàng và tặng 1 cây. Rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều vì đã ủng hộ cái đơn hàng này bên em. Chúc anh là luôn sức khỏe và thành công trong công việc và sự như ý. Cảm ơn anh.